Thưa quý vị, phát biểu tại buổi gặp mặt các lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương diễn ra vào sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, doanh nghiệp nhà nước không chỉ giải quyết các thách thức phát triển kinh tế xã hội mà còn là ngọn cờ bảo vệ lý tưởng và con đường chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương đánh giá cao Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, các cấp ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong khối đã lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác xây dựng Đảng đoàn kết quyết tâm cao đạt kết quả tốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị vai trò của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp tập đoàn được coi trọng công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc dân chủ cơ sở được phát huy công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được đẩy mạnh chủ tịch nước đề nghị đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng nhà nước đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số ứng dụng khoa học công nghệ tăng cường nghiên cứu, phân tích tình hình trong nước và quốc tế, đưa ra dự báo sát thực tiễn để tận dụng cơ hội, giảm rủi ro thách thức, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, nhất là những tập đoàn, công ty thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ. Chủ tịch nước cũng đề nghị các doanh nghiệp, tập đoàn tiếp tục đi đầu trong thực hiện công tác an sinh xã hội, chú ý đến hoạt động giảm nghèo bền vững ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, những địa bàn quan trọng về quốc phòng an ninh.